ngày 10 tháng 12 năm 2022, một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn do đối tượng Khuất Hồng Sơn, sinh năm 1987, ở khu chiến xã phụ Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, cùng đồng bọn thực hiện, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện triệt phá. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định quy mô của đường dây đánh bạc trên lên đến 1.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã điều hành đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng Internet trong đó Nguyễn Tú Viên sinh năm 1985 ở khu phố 3 Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh là chủ tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá cấp tổng đại lý. Viên cung cấp nhiều tài khoản đại lý đánh bạc với hạn mức khoảng 50.000 điểm đến 200.000 điểm. Một điểm có giá quy đổi từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng cho các đối tượng khác nhau trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và thành phố Hải Phòng. Các đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý chia cắt thành nhiều tài khoản đánh bạc để các con bạc đăng nhập và thực hiện việc cá cược các trận bóng đá của nhiều giải bóng đá trên thế giới, trong đó có quân cấp 2022 với số tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng một trận đấu. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm sử dụng trên đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber để liên lạc với nhau và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng với nội dung ngụy trang như chuyển tiền hàng, vay tiền hồi 6 giờ 0 phút ngày 8 tháng 12 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc nêu trên tại Phú Thọ, thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 9 tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng về tội đánh bạc và đang tiếp tục điều tra mở rộng.